Hình ảnh này được ghi lại tại ngã ba giao giữa đường F325, đường Lê Thánh Kiệt và đường Lê Thành Tông, thành phố Đồng Hới. Tại khu vực này có đặt đèn tín hiệu giao thông, và khi đèn chuyển sang màu đỏ thì các phương tiện tham gia giao thông đi từ hướng đường F325 tới vẫn được phép rẽ phải để di chuyển tiếp. Tuy nhiên, đèn tín hiệu này đã bị một cây xanh che khuất nên không nhìn rõ. Nếu như các cơ quan chức năng không có phương án để kịp thời xử lý thì cây xanh sẽ tiếp tục phát triển và có thể sẽ che khuất cả cụm đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.